Xin chào các bạn. Galaxy S4 khi bán ra vào trong năm 2013 này thì các thiết bị Galaxy có một tính năng hay là tính năng cho phép chúng ta chia sẻ âm thanh loa của những thiết bị trong dòng Galaxy với tính năng Group Play. Đại khái thì có nghĩa là tính năng này, ví dụ như là các bạn đi một bữa tiệc chẳng hạn, sau đó mọi người cùng nghe một bài hát nhưng mà cái loa của bạn quá bé không thể lấp đầy âm thanh trong phòng. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng tất cả các thiết bị trong phòng và cùng nhau phát một bài hát thì âm thanh nó sẽ rất là lớn, hơn nữa là mỗi người sẽ nghe được bài hát đấy riêng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một ứng dụng trên Play Store cho phép chúng ta làm điều này tương tự như các thiết bị Galaxy mà không cần phải là có dòng sản phẩm giống nhau, chỉ cần chạy Android là được. Bây giờ thì các bạn sẽ lên Play Store tìm một phần mềm tên là Sound Seeder. Sau khi các bạn tìm xong, seed này tức nghĩa là hạt giống nhưng mà là seed, thì các bạn tìm xong thì sẽ ra hai phần mềm, một cái là speaker và một cái là music player. Các bạn sẽ cài hai phần mềm này vào, yêu cầu phải có hai cái thì mới chơi được. Và sau khi mà mình cài đã xong thì mình sẽ mở cái phần music player lên. Đấy, chúng ta mở phần music player lên. Và đây là giao diện chơi nhạc của nó. Giao diện chơi nhạc của nó thì hơi nghèo nàn, mình đánh giá là cái trình chơi nhạc của nó khá là kém, tệ hơn so với những cái trình chơi nhạc khác. Nhưng mà cái này mình không quan tâm, vì chúng ta chỉ phục vụ nó một lần là để khi mà chúng ta muốn phát âm thanh ra các thiết bị khác thôi. Các bạn sẽ kết nối wifi, tất cả các máy phải kết nối cùng một điểm wifi với nhau. Sau đó chúng ta sẽ vào phần bấm một cái hình biểu tượng âm nhạc để chúng ta lựa chọn các bài hát trong cái phần âm thanh mà chúng ta muốn nghe. Sau đó mình chọn bài hát. Sau khi mà mình chọn xong thì mình bấm play để cho nó bắt đầu chơi bài hát. Điều tiếp theo các bạn muốn làm với thiết bị còn lại, ví dụ như ở đây là mình có một chiếc G2. Vậy thì làm sao để G2 có thể kết nối với sản phẩm này? Cái cách sử dụng của cái sound speaker thì nó rất là dễ dàng. Các bạn chỉ việc mở cái phần mềm speaker trong menu lên thì lập tức là chúng ta sẽ kết nối wifi với thiết bị còn lại. Chúng ta sẽ kết nối wifi đấy, các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ hiển thị thông tin là đã tìm thấy một thiết bị đang phát bài hát này. Thì các bạn đã thấy là nó tự nhận thông tin về bài hát cũng như là album, hình ảnh y hệt nhau luôn. Sau đó các bạn chỉ cần bấm chơi trên máy chủ là chiếc là Oppo của mình đang có ở đây, thì thiết bị còn lại thì nó cũng sẽ tiến hành chơi theo ý mong muốn của các bạn. Các bạn thấy đây, hai máy cùng phát cùng một bài, rất là tiện lợi. Và các bạn cũng có thể điều khiển được, ví dụ như là mình từ cái máy chủ của mình có thể điều khiển được như là âm thanh và loa nó như thế nào. Ví dụ như là mình bấm vào biểu tượng cái loa thì mình có thể thiết lập được là chúng ta có thể chỉnh được âm thanh của sản phẩm nào, tức nghĩa là trên cái thiết bị nào sẽ loa to hay bé tùy theo mong muốn của từng người, rất là tiện lợi. Ở trong cái phiên bản demo này, cái ứng dụng này hoàn toàn free, vì thế nó có cái hạn chế là hiện nay nó chỉ kết nối trên hai thiết bị, tức nghĩa là hai loa của hai máy này mà thôi, chứ các bạn không thể là thiết lập là trên nhiều máy. Muốn thiết lập nhiều máy thì các bạn cần phải có phiên bản paid hoặc là mở rộng cho nó ra, tính là cái phiên bản trả tiền ấy. Hơn nữa là trong cái ứng dụng này thì nó còn có một số thiết lập loa khá là hay. Các bạn có thể lựa chọn thiết lập chế độ âm thanh loa stereo hoặc là chế độ âm thanh loa bên trái, bên phải. Như kiểu là khi các bạn nghe bài hát, các bạn đặt hai bên loa, hai tai, hai bên tai này thì tạo ra cảm giác âm thanh vòm khá là ấn tượng. Và như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn một cái ứng dụng cho phép chúng ta chơi nhạc kết nối giữa các thiết bị Android với nhau trong cùng một điểm wifi để chia sẻ bài hát, và nó khả năng đồng bộ rất là nhanh và tiện lợi, giúp cho mọi người có thể thưởng thức bài hát cùng nhau, hoặc là đơn giản là các bạn muốn phát một bài hát có âm lượng to hơn thì sự kết hợp của nhiều thiết bị Android lại với nhau. Hôm sau mình sẽ có một cái video chúng ta hướng dẫn về tùy biến giao diện home screen cũng như giao diện cái màn hình khóa trên cái thiết bị hiện nay mình đang sử dụng. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.